Quý vị thân mến, quý vị đang cùng đồng hành với chương trình nghệ thuật đặc biệt để mừng lễ giỗ Đức Thánh Đại Đạo Thiên Tôn Thành Hoàng Làng thôn Chi Hồ. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nối tiếp chương trình, cùng gặp gỡ và cùng thay đổi không khí với một giọng hát đang được mến mộ nhất tại thủ đô Hà Nội, tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Hoàng Việt. Và những khúc sôi động đã cùng trở lại với quý vị ngay sau đây. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón Hoàng Việt. Vâng, xin kính trọng kính chào toàn thể quý vị ạ. Rất là vui khi được gặp toàn thể quý cụ ông bà, các cô anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây con xin gửi tới toàn thể quý vị một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Jan B và Mr. T, ca khúc được mang tên Thu Cuối. Xin cảm ơn các bạn. Có lẽ nào em quên đi, vì có lẽ nào em đưa mùa thu đi.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây một ca khúc tiếp theo xin gửi đến quý vị là một sáng tác cũng rất quen thuộc được mang tên Sáng Em. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc toàn thể quý vị có một đêm thực sự nghệ thuật thật vui vẻ và trời đầy phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin cảm ơn tiếng hát của ca sĩ trẻ Hoàng Việt và Vũ Đoàn Thớp. Kính thưa quý vị thân mến, ở phần tiếp theo, quý vị sẽ cùng gặp gỡ với phần biểu diễn của một chàng ca sĩ được giới mộ điệu mệnh danh là người hát nhạc tình hay nhất miền Bắc. Và nếu những ai quý vị khán giả yêu mến nhạc tình chắc chắn sẽ bị chinh phục bởi giọng hát này. Chúng ta cùng chào đón trở ra sân khấu một chàng pháo tay thật lớn đến với danh ca Huy Cường.